Nghiên cứu về chánh trị của đạo theo tân luật pháp chánh truyền. Theo lời Đức Hộ Pháp giảng giải trên cho biết là đạo Cao Đài thành hình là do quyền diệu cơ bút. Đức Thượng Phẩm là chi đạo, tức mở đường xuất thánh. Danh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời. Thập Nhị Thời Quân xuất hiện, tức Thập Nhị Thời Thần. Trước đó đã có ông Ngô Văn Chiêu biết đạo thầy. Từ khi Đức Chí Tôn đến độ Đức Quyền Giáo Tông, rồi mới xuất hiện ra Hội Thánh Cửu Trùng Đài, vân vân. Xem thế thì Đức Chí Tôn đã khai đạo muôn năm trước định giờ. Nhưng khi mở đạo tại thế gian này thì mở thể pháp trước. Việt Nam hân hạnh đón nhận nền đạo mới. 1. Dùng quyền diệu cơ bút, Chí Tôn dụng tánh đức lương sanh lập Hội Thánh. Buổi hạ nguyên Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ ân xá tội tình cho cả toàn chúng sanh. Lại nhân buổi văn minh, nhân loại thông đồng, càn khôn dĩ tận thức. Cho nên Đức Chí Tôn dùng quyền diệu cơ bút giáng cơ khai đạo. Chủ nghĩa là độ tận 92 ức nguyên nhân quy hồi cựu vị, cho khỏi sa đọa cõi hồng trần, nên gọi là cơ quan cứu thế. Nếu Đức Chí Tôn chiết chân linh giáng thế như các vị giáo chủ trước, thì phải tá mẫu đầu thai mang phàm thể hữu vi. Lại nữa là đạo khai trong nước Việt Nam thì phải thọ sanh hình hài người Nam Việt. Thì có thể nào chuyển ba mối đạo khắp ngũ châu và toàn cầu thế giới đặng? Lại nữa, các dân tộc trong vạn quốc không thể hiệp đồng sự tín ngưỡng làm một thì khó mà độ tận chúng sanh. Cho nên Đức Chí Tôn giáng bằng quyền diệu cơ bút, đặng làm cho các nước để trọn đức tin rằng một đấng chí linh giáng thế cứu đời, quy tụ cả khối tinh thần của nhân loại duy nhất. Chỉ rõ bằng cớ như kỳ các tôn giáo tại Luân Đôn thì các nước đều công nhận đạo Cao Đài là chân thật, có thể quy nguyên đại đồng tôn giáo. Và tại tòa Nội Các năm 1933, Hạ Nghị Viện có 424 vị thân sĩ cùng đồng bỏ thăm toàn công nhận đạo Cao Đài. Đức Chí Tôn chẳng giáng bằng xác thân mà lại dụng tánh đức lương sanh lập quyền Hội Thánh, thay hình thể hữu vi cho Đức Chí Tôn thay thế và lập vạn linh đối phó cùng quyền chí linh. Ấy là cơ mầu nhiệm cứu vớt quần sanh giải thoát khỏi chốn mê bể khổ. Kỳ hạ nguyên này, dù chúng sanh có tàn bạo hung ác thế nào cũng không làm hại xác thân của Đức Chí Tôn như các vị giáo chủ buổi trước vậy. Bởi quyền vạn linh có đủ nghị lực tinh thần lập khuôn viên luật pháp, xây chuyển cơ đạo và cơ đời cho thuận theo lẽ tuần hoàn của tạo hóa. Đức Chí Tôn khai đạo kỳ ba này giáng bằng quyền diệu cơ bút là do nơi thiên thơ tiền định chuyển đạo vô vi hiệp tam giáo ngũ chi làm một. 2. Nước Nam có một chủ mà thôi là thầy. Thầy dạy ngày 21 tháng 8 năm Bính Dần, thứ hai 27 tháng 9 1926. Các con, thầy dặn các con, từ đây ai nói chi tùy ý, cứ nghe một thầy thì khỏi lầm lạc. Con chung cứ lo khai đạo, món binh khí tà quái gì đó mà tiêu diệt,
nước Nam có một chủ mà thôi là thầy. Từ trước vì nhiều đạo trong nước mà chẳng một đạo nào chân chánh làm mạnh quốc dân, nên nước phải yếu, dân phải hèn. Dân tộc các con duy biết làm tớ chớ chưa biết làm chủ. Thầy vì thất lẽ công bình thiêng liêng ấy mới giáng trần lập đạo tại Nam Phương, tức là thay mặt càn khôn thế giới mà quy chánh truyền nhân loại. Trong mối đạo thầy đã lập thì hằng nói tiên tri rằng ngày kia có một nước đương trong dòng nô lệ, vì ta mà làm chủ nhân loại, các con hiểu à? Đừng nghe, vì nếu chẳng vậy, ngôi giáo tông chẳng ai dám ngồi. Tất cả sáu ngôi kia, hễ các con đến dựa thì quỷ giết chết, nghe à? Lập nhân phẩm làm thiên phẩm chẳng dễ chi mà không dùng quyền diệu. Các con hơi nào nghe lời thế sự, một điều nào cũng chưa quyết đoán cho cùng phải quấy. Khi Thích Ca truyền đạo, dân Brahma cho là bàn môn vì khác thánh giáo Phật đạo. Khi Lão Tử truyền đạo thì đời cho là phép mê hoặc. Khi Chúa Giêsu truyền đạo thì nhà Israel gọi là cải chánh đạo đến đổi bắt giết. Các con muốn vừa lòng thiên hạ thì là giỏi hơn thầy rồi. Thầy khuyên đừng nao núng, các con ngó thầy trước, các con coi bước thầy đi trước, các con cứ đi theo sau thầy là đủ. Cười. 3. Lập pháp chánh truyền cũ trùng đài. Pháp chánh truyền của đạo Cao Đài là thành văn hiến pháp thiêng liêng do Đức Chí Tôn giáng cơ lập thành sau ngày khai đạo 15 tháng 10 năm Bính Dần một ngày, qua ngày 16 tháng 10 năm Bính Dần dương lịch 20 tháng 11 1926, Đức Chí Tôn giáng cơ lập pháp chánh truyền tại thánh thất Gò Kén, Từ Lâm Tự, Tây Ninh. Trước tiên là lập pháp chánh truyền cửu trùng đài, phân định rõ phẩm cấp và chức năng của mỗi phẩm từ giáo tông đến lễ sanh. Mỗi phẩm đều có chữ giáo hay chữ sư, đến phẩm đầu sư là thầy của các thầy, nghĩa là từ giáo hữu trở lên mới đứng vào hàng chức sắc thánh thể của Chí Tôn. Phẩm lễ sanh chưa được vào hàng chức sắc, chỉ là người có hạnh đức dùng vào việc lễ nghi. Ngày xưa dùng phẩm lễ sanh này là người dân lễ, nay đổi ra là lễ sĩ. Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ là phổ độ, thế nên quyền Chí Tôn hữu hình tại thế là khi nào giáo tông hiệp cùng hộ pháp là một. Từ khi Đức Giáo Tông hiệp với Đức Hộ Pháp mới lập thêm bàn trị sự gọi là Hội Thánh Em. Do vậy mà phẩm lễ sanh mới được nâng lên hàng chức sắc, có trách nhiệm thuyên bổ đảm trách vụ đặc sứ. Sau này cai quản tộc đạo nên còn là đầu tộc đạo. Hội Thánh Cửu Trùng Đài là cơ quan hành pháp, nắm quyền hành chánh đạo, phổ thông chân đạo đến khắp chúng sanh. Nên luật ghi, nếu có vị nào nói rằng không thông lý đạo thì trước việc bàn trị sự phải chịu trách nhiệm. Thiếu giáo hóa mà cấp lãnh đạo là lễ sanh và giáo hữu, đầu tộc đạo, khâm châu đạo. Ấy phần thế đạo tượng trưng xác thể của Chí Tôn. 4. Lập pháp chánh truyền hiệp thiên đài. Hiệp thiên đài là nơi thầy ngự cầm quyền thiêng liêng mối đạo. Đạo còn thì hiệp thiên đài còn. Hiệp thiên đài là chân thần trung gian giữa xác và hồn. Cửu trùng đài muốn thông công cùng bát quái đài phải nhờ hiệp thiên đài làm trung gian.
ấy là nơi của giáo tông đến để thông công cùng tam thập lục thiên và thất thập nhị địa cầu mà cầu siêu rỗi cho nhân loại. Thế nên pháp chánh hiệp thiên đài phải lập riêng, đó là cơ quan tư pháp bảo thủ chân truyền. Ngày 12 tháng 1 năm Đinh Mão, dương lịch 13 tháng 2 1927, Đức Chí Tôn giáng cơ lập pháp chánh truyền hiệp thiên đài. Từ đây hiệp thiên đài dưới quyền trưởng quản của hộ pháp, tả có thượng sanh, hữu có thượng phẩm. Thầy lại chọn thập nhị thời quân chia ra ba chi: pháp, đạo, thế. Năm, lập pháp chánh truyền nữ phái. Qua tháng giêng năm Đinh Mão, Đức Lý dạy: trước khi bàn đến việc lập pháp chánh truyền nữ phái, nên nói qua lý do vì sao Đức Chí Tôn không lập mà để cho Đức Lý đứng ra lập. Trích y thánh ngôn của giáo tông Lý Thái Bạch. Hội thánh nghe, lão ban sắc phục nữ phái. Pháp chánh truyền nữ phái phải tùng đầu sư nữ phái, song đầu sư lại phải tùng quyền của giáo tông và trưởng pháp. Chú giải: hội thánh nữ phái phải tùng quyền đầu sư nữ phái, song cả thải đều phải tùng quyền giáo tông và trưởng pháp. Nữ đầu sư quyền như nam phái, song điều đình binh nữ phái mà thôi, chẳng đặng xen lộn qua nam, cũng như nam chẳng đặng xen lộn qua nữ. Mỗi điều chi thuộc về nữ phái thì giáo tông và hộ pháp chỉ do nơi nữ đầu sư. Nhận xét: qua ba lần lập pháp chánh truyền, ngày 16 tháng 10 năm Bính Dần, dương lịch 20 tháng 11 1926, lập pháp chánh truyền cửu trùng đài. Cửu trùng đài tượng quẻ khảm. Ngày 12 tháng 1 năm Đinh Mão, dương lịch 13 tháng 2 1927, lập pháp chánh truyền hiệp thiên đài. Hiệp thiên đài tượng quẻ ly. Tháng 1 Đinh Mão lập pháp chánh truyền nữ phái. Vậy là đủ âm dương rồi. Bây giờ pháp chánh truyền nữ phái nữa là hoàn thành con số 3 là tam tài thiên địa nhân, tất nhiên là lý trung hòa. Như vậy số 3 gọi là tam, mà tam là càn khôn vũ trụ định thể. Số 3 là con số thiêng liêng tạo đoan vạn vật là vậy. Thấy ra con số 3 này là con số huyền diệu, là con số căn bản nhất. Hơn nữa, thầy lập pháp chánh truyền cửu trùng đài trước rồi mới lập pháp chánh truyền hiệp thiên đài sau, tức là mở thể pháp trước rồi mở bí pháp sau. Tất cả đều đi vào nhất quán lý đạo nhiệm màu là thế. Pháp chánh truyền tức là cơ quan truyền chánh pháp thì do quyền năng của Thượng Đế giáng cơ lập thành. Song song với thời gian này, Đức Chí Tôn dạy nhân sanh lập luật để tu, tức là tân luật. Như vậy thì tân luật này quyển chuyển hơn, nghĩa là có thể thay đổi tùy theo trình độ tiến hóa của nhân sanh. Nếu tân luật là âm thì pháp chánh truyền là dương, âm dương tương hiệp thì từ đó mới biến hóa và mãi mãi trường tồn. Đạo cao đài thất ức niên là vậy. Đấy là chủ nghĩa của nền đại đạo này, thực thi phép trời, người đồng trị. Người trị xác, trời trị hồn. Cái lý âm dương luôn đứng làm nền tảng dưới mọi hình thức. Lễ nghi, giáo lý, giáo pháp không đâu là không có. Ấy do câu nhất âm, nhất dương chi vị đạo. Một âm, một dương ấy là đạo. Lập hội thánh.
Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm ba đài: Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Bát Quái. Thể đạo của Chí Tôn cũng phải nương theo chữ Hòa mới toan thành lập. Chí Tôn định thành Hội Thánh đặng thay thế hình thể của người, thì cũng tùng theo pháp tạo hóa cá nhân mà gây nên ảnh tượng. Cửu Trùng Đài là thi hài, ấy là tinh. Hiệp Thiên Đài là chân thần, ấy là khí. Bát Quái Đài là linh hồn, ấy là thần. Nếu cả ba mà không tương hiệp thì khó mong thành đạo cho đặng. Nếu có một quyền hành nào tại thế này mà làm cho thân thể Chí Tôn phải chia phui manh muốn ra đặng, thì là đạo ta là giả đạo, tất nó phải tiêu diệt trong một lúc ngắn ngủi chi đây. Còn như quả là Chí Tôn vì thương yêu con cái của người, chính mình đến lập đạo đặng giải thoát cho chúng sanh, thì những mưu trước của tà quyền ngăn cản bước đạo của thầy khó mong nghịch mạng với Chí Tôn, ắt là không mong bền vững. Hai đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng thuộc Hữu Vi, dưới quyền chưởng quản của Giáo Tông và Hộ Pháp. Âm dương tương đắc, tương điều hòa nhau. Riêng Bát Quái Đài thuộc Vô Vi, dưới quyền Đức Chí Tôn chưởng quản, gồm các đấng trọn lành. Biểu tượng phần trên nóc tòa thánh, từ Tam Thế Phật đến tượng Đức Di Lạc Vương Phật trên nóc Phi Tượng Đài cũng hoàn thành. Số 3 Tam Tài. Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Lần này thầy chọn đến Nhất Phật Tam Tiên, Tam Thập Lục Thánh, Thất Thập Nhị Hiền, Tam Thiên Đồ Đệ. Thầy dạy Giáo Tông là anh cả các con. Chú giải: Giáo Tông thay mặt cho thầy đặng bảo tồn chân đạo của thầy tại thế, thì anh cả nhân sanh đặng dìu dắt các con cái của thầy, dầu lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, quyền thiêng liêng đã định vậy. Tuy trong Hội Thánh có chia ra hai phần hữu hình là Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, mà nơi Hiệp Thiên Đài dầu cho Hộ Pháp cũng phải là em của Giáo Tông, song Hộ Pháp phải nhỏ về phần hữu hình đã nói trên đây, chớ phần thiêng liêng thì đồng vị. Thầy mở đạo kỳ này chọn Nhất Phật Tam Tiên, đó là hàng tiên vị. Cái siêu tuyệt của đạo Cao Đài ở chỗ là quyền hành Giáo Tông so với Giáo Hoàng của Tòa Thánh Vatican La Mã, nhưng nhân sanh chỉ tôn xưng Ngài là anh cả. Tiếng anh cả này tức là quyền huynh thế ngôn hay là quyền huynh thế phụ mà thôi. Nghĩa là nền đại đạo này là một đại gia đình tôn giáo. Chữ huynh là anh, tự nó đã nói lên. Anh là người chỉ dùng miệng khẩu, ở trên dưới là bộ nhân, là người chỉ để khuyên dạy em mà thôi, chứ không được hiếp đáp hành hạ. Bởi Giáo Tông là anh cả các con. Suốt hệ thống tổ chức Cửu Trùng Đài có tính nhất quán như thế. Một, Hội Thánh Cửu Trùng Đài Nam Phái gồm một phẩm Giáo Tông, Nhất Phật, lãnh đạo tối cao. Toàn đạo có phận sự dìu dắt đạo hữu trong đường đạo và đường đời. Pháp chánh truyền quy định Giáo Tông là anh cả các con, có quyền thay mặt cho thầy mà dìu dắt các con trong đường đạo và đường đời. Nó có quyền về phần xác chứ không có quyền về phần hồn. Nó đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giới, Lục Thập Thất Địa Cầu và Thập Điện Diêm Cung đặng cầu rỗi cho các con. Ba chưởng pháp Tam Tiên
lãnh nhiệm vụ nghiên cứu luật pháp đạo trước khi ban hành cho toàn đạo. Ba đầu sư Tam Tiên cầm quyền chánh trị đạo, ban hành luật pháp đạo. 36 phối sư Tam Thập Lục Thánh, mỗi phái 12 vị. Trong số này có 3 vị chánh phối sư làm đầu, dưới quyền 3 vị đầu sư cai trị đạo. 72 giáo sư Thất Thập Nhị Hiền, mỗi phái 24 vị, có phận sự dạy dỗ đạo hữu trong đường đạo và đường đời, được quyền dân sớ cầu nài về luật lệ làm hại nhân sanh, hay là cầu xin chế giảm luật lệ ấy. 3.000 giáo hữu Tam Thiên Đồ Đệ, chia đều mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt, lãnh phận sự phổ thông chân đạo. Lễ sanh không hạn định số. Lễ sanh là người có hạnh kiểm tốt, được quyền đi khai đàn cho mỗi tín đồ. Nam phái chia làm 3 phái: phái Thái màu vàng, phái Thượng màu xanh da trời, phái Ngọc màu đỏ. Như vậy các bậc phẩm gồm có lễ sanh, giáo hữu, giáo sư, phối sư, đầu sư, trưởng pháp, với các con số chia đều nhau, lấy số 3 làm ước số, trừ giáo tông có 1 mà thôi. Tất nhiên dù hiện tại hay mãi mãi về sau cũng vậy. Giáo tông chỉ có 1, vì là người thay mặt cho Đức Chí Tôn. Chữ thay mặt phải là 1 chứ không thể nhiều người được. Ông trời chỉ có 1, người thay mặt chỉ có 1, không thể nào có ông trời nơi này, ông trời nơi khác. Cũng như mặt trời chỉ có 1 mà thôi vậy. Tuy nhiên lý đạo cao siêu, màu nhiệm quá. Vũ trùng đài là cơ quan giáo hóa nhân sanh, là môi trường học hỏi tiến hóa theo 3 bậc. Mỗi bậc có 3 phẩm cấp, như trên đã nói là hàng tiên vị tượng trưng bằng 7 cái ngai, mà ngai của giáo tông ở giữa, đặt trên hết và lớn hơn hết. Các phẩm cấp lần lượt là tiên vị, thánh vị, rồi đến thần vị. Vậy trường đại đạo theo như Đức Phật hộ pháp dạy, thể pháp của đạo Cao Đài là một trường công quả của chúng ta. Trường công quả ấy để cho chúng ta lập đức, lập công, lập ngôn. Bí pháp chân truyền của Đức Chí Tôn tất nhiên cơ quan quyền bí để cho con cái của Ngài giải thoát. Trường hợp ngoại lệ, thực tế ngôi giáo tông có 3. Hình vẽ sau đây biểu hiện rõ 7 phẩm tước của hàng tiên vị. Giáo tông vẫn làm chủ của trùng đài. Đồ hình có 7 vòng tròn nhỏ, có đường kính bằng nhau. Một vòng giữa định cái tâm, 6 vòng xoay chung quanh là vai trò của mỗi vị, gọi là các hữu thái cực. Mỗi người là một thái cực. Pháp chánh truyền quy định ngôi giáo tông chỉ có 1, nhưng thực tế có đến 3. Ban đầu Đức Chí Tôn định phong phẩm giáo tông cho ông Ngô Văn Chiêu, nhưng trong 10 ngày ông không vượt qua được sự thử thách của quỷ khảo nên rớt. Ông lập chi phái Chiếu Minh Vô Vi, rồi đến Chiếu Minh Tam Thanh, vân vân. Nhưng công quả của ông là làm nhịp cầu nối cho những người hữu duyên là thánh thể Đức Chí Tôn lần lượt đến giới đạo. Chiêu nghĩa là mời gọi. Đối với nền đại đạo hiện giờ thì Đức Lê Văn Trung là quyền giáo tông để điều hành hội thánh của trùng đài hữu hình, quyền tức là chưa chánh vị. Đức Lý Đại Thiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh quyền hành nhất trấn Quay Nghiêm, nay kiêm thêm chức giáo tông đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là giáo tông Vô Vi.
xem như ba vị giáo tông đứng vào ba đỉnh của tam giác đều, nội tiếp trong vòng tròn giữa một mà ba, tuy ba cũng là một, phát xuất từ ý nghĩa đạo sanh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Một là số của trời, ba là số của người. Vậy đức lý tượng cho thần, đức quyền giáo tông tượng cho khí, ngài Ngô Văn Chiêu tượng cho tinh. Lẽ quyền vi của đạo thật màu nhiệm vô cùng, từ hệ thống tổ chức đến các nghi thức đều do theo luật âm dương biến hóa một cách chặt chẽ như một tấm lưới, đúng là lưới trời tuy thưa mà không lọt. Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lộ là vậy. Nếu không nói rằng đây là một niềm tự hào của một nền đại đạo. Hành tàng của các giáo tông. Pháp chánh truyền dạy giáo tông chỉ có một, nhưng thực tế thì có đến ba giáo tông. Một, ông Ngô Văn Chiêu, đức hộ pháp xác nhận đi thâu thập nhị thời quân rồi, đức Chí Tôn mới mở đạo, chừng đó ngài mới chỉ cho chúng tôi biết rằng có một người thờ ngài là ông Ngô Văn Chiêu. Tất nhiên đức Chí Tôn muốn thâu ông làm giáo tông đầu tiên đó. Có một điều lạ lùng suy nghĩ không ra nguyên cớ là đức Chí Tôn biểu bà nữ chánh phối sư Hương Hiếu mai sắc phục giáo tông cho người, kỳ hạn trong 10 ngày người sẽ được lên làm giáo tông. Trong thời gian 10 ngày, chỉ có 10 ngày mà thôi, chúng tôi không hiểu nguyên cớ nào ông Ngô Văn Chiêu không hưởng được địa vị ấy. Ông Ngô Văn Chiêu là một vị phủ đốc phủ sứ buổi nọ ở tại Hà Tiên, do nơi cơ bút đức Chí Tôn đến với ngài và thâu ngài làm môn đệ đầu tiên hết, là người được đức Chí Tôn xưng là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngày 9 tháng 1 năm Bính Dần dương lịch 21 tháng 2 1926, đức Chí Tôn giáng cơ ban cho ông Chiêu bài thơ: bao năm dạy dỗ quá dày công, lời hứa năm xưa gắn giữ lòng, siêu đọa đôi đường tua chọn lấy, lơi chân một bước sẽ hoàng không. Cao Đài. Có bản chép 3 năm thì hợp với thời gian trường trai mà thầy đến dạy dỗ ông. Hai, đức lý giáo tông ban quyền giáo tông cho ngài Thượng Trung Nhật. Theo đạo nghị định thứ hai, điều thứ nhất, ban quyền hành cho thượng đầu sư thay mặt cho lão mà thi hành các phận sự giáo tông về phần xác, còn phần thiên liêng có lão. Làm tại tòa thánh Tây Ninh ngày mùng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ, ký tên hộ pháp Phạm Công Tắc và giáo tông Lý Thái Bạch. Đức hộ pháp xác nhận từ khi đức Chí Tôn đến độ đức quyền giáo tông rồi mới xuất hiện hội thánh của Trùng Đài đó vậy. Sự vinh diệu này chính đức quyền giáo tông đã được hưởng một cách xứng đáng, bởi vì chính mình đức Chí Tôn đến thâu ngài, biểu ngài lập thành hội thánh. Ngài đi đến đâu, hộ pháp cùng đức cao thượng phẩm theo phò loan để đức Chí Tôn thâu môn đệ. Thâu được bao nhiêu thì giao cho đức quyền giáo tông Thượng Trung Nhật giáo hóa. Chính do nơi ngài cầu khẩn đức Chí Tôn thâu môn đệ, ngài luôn luôn đi các nơi để phổ độ chúng sanh. Nhất là trước ngài mở đạo, đức Chí Tôn sai hết các chức sắc hiệp thiên đài, tức thập nhị thời quân, đi phò loan cùng hết, không có chỗ nào không có cơ bút. Người thì xuống miền Tây, người đi miền Trung, đi cùng hết, thâu môn đệ xong. Thầy dạy chúng tôi về Tây Ninh mở đạo,
với hai bàn tay trắng, không có một miếng đất cấm dùi, làm sao mở đạo. 3. Thầy giáo Đức Lý Thái Bạch, kiêm nhiệm giáo tông đại đạo. Từ khi thầy định ban chức giáo tông cho ngài Ngô Văn Chiêu, thì Quỷ Dương xin thử thách ông Chiêu. Ông Chiêu không vượt qua nổi các thử thách này, nên đành chịu mất ngôi giáo tông. Kể từ đó, ngôi giáo tông để trống. Nay cần phải có phẩm vị giáo tông để điều hành nền đạo, nên Đức Chí Tôn giao quyền cho Đức Lý Thái Bạch nhất trấn Quay Nghiêm, kiêm giáo tông đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, để điều khiển nền đạo này. Do thánh ngôn sau đại đàn Chợ Lớn tại nhà ngài Lê Văn Trung, ngày 23 tháng 9 năm Bính Dần, dương lịch 29 tháng 10 1926. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài giáo đạo Nam Phương, hỷ chư môn đệ, chư nhu, chư ái nữ, các con nghe. Thầy buộc phải nói rõ cho các con đừng lầm mà trách thầy. Cha hiền chả biết hành hạ con cái bao giờ. Thầy đã đến mà dìu dắt từ đứa, thì lẽ nào lại đành lòng xô đuổi. Thầy thấy các con bị phép thử thất ba trấn lập thành, thì đã hiểu nhiều đứa bị hành. Thầy ngậm đau nuốt thảm ngồi nhìn. Thầy chẳng để thử thất ba trấn trách thầy vì yêu mến quá lẽ mà làm mất hết công bình, nhất là Lý Thái Bạch kêu này hơn hết. Dầu Quan Âm và Quan Thánh Sinh cũng chẳng đặng, nhất là buổi thử thất này lại nhằm ngày khai thánh thất, thì các con đủ hiểu là hại dường nào, song phải dằn lòng chịu vậy. Các con ngã thì tại nơi thầy, nếu thầy biết các con nhẹ tính thì thế nào cũng chẳng chịu, lại để lời tiên tri mà dẫn trước. Nào về thánh ngôn các con không đọc, lời thầy nói cũng như không, mới ra tội lỗi các con phạm thượng thế ấy. Vậy từ đây quyền thưởng phạt đã giao vào tay Lý Thái Bạch, các con liệu mình mà cầu rỗi nơi người. Thầy dạy dỗ các con không nghe, đợi có hình phạt thì các con chịu lấy. Tái cầu Lý Thái Bạch, hỷ chư đạo hữu thiên phong bình thân. Từ đây thầy đã giao quyền thưởng phạt về nơi tay bần đạo. Vậy các đạo hữu khá hết lòng lo lắng dung đắp nền đạo cho vững vàng, hiệp ý với thiên cơ mà bước lần lên địa vị cao thượng, chớ sụt sè ôm thoái mờ hồ, thì đã uổng công trình cực nhọc từ bấy lâu nay, lại thêm chẳng đặng theo thánh ý của thầy, là bậc chí tôn đã hết sức nhọc nhằn cùng sanh chúng. Mở một mối đạo chẳng phải là sự thường tình, mà sanh nhầm đời đặng gặp một mối đạo cũng chẳng phải dễ. Muốn lập thành tất phải có điều nghiêm chánh thưởng phạt, có thưởng mới dục lòng kẻ có công, có phạt mới răn đặng lòng tà dại. Thưởng phạt tuy chẳng phải hữu hình, nhưng là một sự mừng vui chưa có bậc cao thượng ở thế nào bằng, và một sự buồn bã nào sánh đặng. Dầu có ăn năn hối hận mấy kiếp, ngày giờ cũng đã qua rồi, ngôi cực lạc vẫn có người choáng hết. Phần nhiều các đạo hữu dày công mà xây đắp nền đạo, nhưng sự ham muốn còn bôn chôn theo tình thế. Công đã nhiều mà bước tới nữa dường như ngán bước, gặp sự gai go đã mõn lòng, than thai tiếc thai. Đặng bậc chí tôn cầm quyền thế giới dìu dắt rửa lỗi mà chẳng bươn chải cho kịp, thì để đua nhau nghĩ tính về miếng đỉnh chung. Nếu thầy chẳng đại từ đại bi thì công quả đã chảy theo dòng nước. Từ đây bần đạo phải để ý dìu dắt bước đường cho các đạo hữu,
phải gắn công thêm nữa cho hiệp với cơ trời. Ai hữu phước thì địa vị đặng cao thêm, ai vô phần thì bị đọa tam pháp. Phước phần cũng khó lựa người, rủi rủi mai mai đừng trách nơi bần đạo. Bần đạo xin chào các đạo hữu, bần đạo kiếu. Xem thế từ nay ngày 29 tháng 10 1926, Đức Chí Tôn giao quyền thưởng phạt chức sắc cho Đức Lý Thái Bạch Nhất Trấn Quay Nghiêm kim Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ. Phép thử thất ba trấn lập thành, tức là cách thử thất do Tam Trấn Quay Nghiêm lập ra để chọn lọc chức sắc làm cho giá trị thêm cao. Thử thất là bài ra cuộc thi khả năng đạo đức, thử xem ai chịu nổi thì đậu, ai không chịu nổi thì rớt. Ba trấn là Tam Trấn, gồm Lý Thái Bạch, Quan Âm Bồ Tát, Quan Thánh Đế Quân. Ngài Trần Đạo Quang quyền thượng trưởng pháp, sau rồi ngài cũng bỏ đạo lập chi phái. Đọa tam pháp là nếu tội phạm thiên điều thì bị đọa tam đồ bất năng thoát tục. Nếu phạm các tội nặng khác như thập ác ngũ nghịch thì bị đọa vào ba đường khổ trong lục đạo luân hồi. Ba đường khổ này theo Phật giáo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhân sanh niệm danh ngài là Nam Mô Lý Đại Tiên Trưởng kim Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ. Như vậy Giáo Tông có ba người, tất nhiên hiệp đủ tinh khí thần rồi. Ông Ngô Văn Chiêu là tinh, ông Lê Văn Trung thuộc về khí, Đức Lý thuộc về thần. Ba mà một, một mà ba là vậy.